Xin kính chào anh em yêu audio của chúng ta nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe, buổi sáng an lành. Hôm nay thì anh em mình ôn lại kỷ niệm xưa một chút với cái con đại sáp QT90 này, hai cửa băng, hai loa hai bên. Ngày xưa mà cái những cái đài mà hai cửa băng, hai loa hai bên mà đặc biệt là QT90 này nữa thì cả một cái tài sản lớn lắm đó anh em ạ. Mấy tấn thóc chứ không phải vừa đâu nha. Nhưng mà bây giờ qua thời gian thì anh em lại không chơi nó. Hầu như sau này anh em chuyển qua chơi tivi đen trắng, tivi màu, rồi loa nam môn các thứ linh tinh hết cả lên. Nhưng mà bây giờ thì lại quay lại là sưu tầm cái đài này để mà trưng bày, để mà nghe cái âm thanh mộc. Nhiều anh em yêu đồ cổ, đài cổ lại tìm những cái món như này để chơi. Con mình có ở đây là con màu xám. Các cái chức năng và cửa băng, cửa biếc, tua đi tua lại để equalizer là hoạt động ngon lành, cành đào hết, nó không có lỗi lầm. Anh em có thể quan sát cái mặt trên này, nổi bật ra cái màu xám lì lợm, phải không? Xám lông chuột hay gọi là xám không gian đó. Cái màu xám này thì nó không quá nổi bật nhưng mà nhìn nó lì. Thì anh em trưng bày nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc tí nha. Anh em nghe mà thấy hay đừng quên đăng ký kênh để nhận clip mới bên mình, cũng như like cho mình nhiều nhiều nha. Cảm ơn anh em chúng ta rất là nhiều. Bây giờ xin mời. Ok. Ok ha,
Thì đó là những cái gì trong clip lần này mình muốn giới thiệu tới anh em yêu âm thanh cổ của chúng ta. Anh em thấy hay đừng quên like ủng hộ mình cũng như bấm đăng ký kênh để nhận clip mới nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại.